Em bé hoàng gia giúp thúc đẩy nền kinh tế Anh quốc. Em bé mới của công tước và công nương xứ Cambridge là một cơ hội mà các nhà bán lẻ không thể bỏ qua. Và các công ty trên toàn cầu đang thâu lợi từ sự kiện này. Cửa hàng quần áo trẻ em Jojo Maman Baby là một trong nhiều thương hiệu đã tung ra một bộ sưu tập thời trang với đề tài Em bé của hoàng gia. Bà Laura Tennyson là người sáng lập công ty. Bà nói rằng Anh quốc cần có một yếu tố gây cảm thấy tốt và mọi người trong ngành công nghiệp dành cho những người mẹ và em bé đều mang ơn công tước và công nương đã làm cho con mắt của thế giới hướng vào Vương quốc Anh và vào các thương hiệu thời trang dành cho người mẹ và em bé của Vương quốc Anh. Nhưng không chỉ có những thương hiệu Vương quốc Anh mới được hưởng lợi. Có tin tức cho biết công nương đã mua một chiếc xe đẩy hiệu Bugaboo, một sản phẩm của Hà Lan đã được bán tại 50 quốc gia. Sự chọn lựa của công nương Kate đã thúc đẩy doanh số bán hàng. Doanh số bán hàng của xe đẩy tại Anh quốc được ước tính sẽ gia tăng 13% trong năm nay. Và em bé hoàng gia cũng mang gia tăng lợi nhuận đến trong các lĩnh vực khác nữa. Các nhà bán lẻ được ước tính sẽ có một gia tăng lợi nhuận khoảng 243 triệu bảng Anh, 62 triệu cho các nhà bán rượu, 56 triệu cho chén dĩa và đồ trưng bằng sứ và 87 triệu cho thực phẩm và lễ hội. Hoàng gia Anh quốc cũng rất được yêu chuộng ở Hoa Kỳ và các nhà bán lẻ Hoa Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội quý giá này, cũng đã đưa ra nhiều sản phẩm đặc biệt cho sự kiện. Em bé hoàng gia sẽ là người đứng thứ ba trong thứ tự lên ngôi, cho dù là trai hay gái. Nhưng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, em bé này đã giúp đóng góp vào sự gia tăng doanh số bán hàng trên toàn thế giới, được dự kiến sẽ đạt nửa tỷ Mỹ kim.